Tình hình thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung mà Quỳnh Anh sẽ truyền tải tới quý vị ngay sau đây. Tại Kiev tiết lộ tình trạng của lực lượng vũ trang Ukraine sau một tháng tấn công. Ở Mỹ nói đạn chùm sẽ giết chết người Ukraine trong hàng chục năm nữa. Lộ sát thủ bí ẩn giúp Nga quét sạch hung thần Himbas Mỹ. Giữa bão trừng phạt, Mỹ tăng mạnh nhập khẩu hàng hóa Nga. Tại Kiev tiết lộ tình trạng của lực lượng vũ trang Ukraine sau một tháng tấn công. Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine thừa nhận rằng lực lượng vũ trang Ukraine không có gì để tấn công các vị trí kiên cố của Nga, cựu cố vấn cho biết trên blog YouTube của mình. Xe tăng không thể sử dụng được, cả xe tăng Đức, Anh hay Pháp, vì ở đó có rào chắn. Cuối cùng, Bộ Tổng tham mưu Ukraine bắt đầu nói đến điều này. Như chuyên gia nhận xét, lực lượng vũ trang Ukraine hiện không có gì để phá hủy các công sự và rất có thể sẽ không có việc cung cấp máy bay ném bom và máy bay chiến đấu từ các nước phương Tây. Nếu tất cả những thứ đó đều không có thì tấn công như thế nào? Cựu cố vấn nói. Theo ông, sau 32 ngày chiến đấu tích cực, quân đội Ukraine tổn thất đáng kể về sinh lực. Ở Mỹ nói đạn chùm sẽ giết chết người Ukraine trong hàng chục năm nữa. Ý tưởng chuyển giao đạn chùm của Mỹ cho Ukraine là khủng khiếp vì chúng sẽ giết chết và gây thương tật cho người dân địa phương trong nhiều thập niên nữa. Một trong những người sáng lập phong trào phản chiến nói. Bà nói Ukraine có nguy cơ lặp lại tình cảnh của Việt Nam, Lào và Campuchia, nơi chiến trường trước đây hiện vẫn còn rải rác đạn dược thứ cấp chưa nổ. Thế giới có lệnh cấm sử dụng bom đạn chùm và thật tệ hại khi Mỹ vi phạm lệnh cấm đó. Mỹ có trải nghiệm đáng buồn khi sử dụng các loại bom đạn như vậy ở Lào, Campuchia, Việt Nam, nơi chúng tiếp tục gây ra cái chết và thương tích cho những trẻ em đi nhặt phế liệu dính phải đạn chưa nổ, người đối thoại của hãng tin nhận xét. Gửi chúng đến Ukraine là một ý tưởng tồi tệ, điều đó có nghĩa là hậu quả của cuộc xung đột này sẽ còn tiếp diễn trong nhiều thập kỷ tới. Các cơ quan truyền thông của Mỹ khẳng định rằng đạn chùm nằm trong gói viện trợ quân sự mới của Hoa Kỳ dành cho Ukraine sẽ được công bố vào thứ Sáu. Bom, đạn chùm bị cấm theo Công ước Quốc tế được 123 quốc gia phê chuẩn, trong đó không bao gồm Mỹ và Ukraine. Lộ sát thủ bí ẩn giúp Nga quét sạch hung thần Himbas Mỹ. Việc Nga sử dụng UAV là phương tiện chỉ thị mục tiêu đã khiến cho các tổ hợp M142 Himbas của Mỹ, Ukraine phải im tiếng. Theo hãng thông tấn Sputnik dẫn lời các chuyên gia và quan chức quân sự Nga, quân đội nước này đã thử nghiệm một vai trò mới rất hiệu quả đối với máy bay trinh sát tấn công không người lái, phiên bản xuất khẩu được biết tới rộng rãi với tên gọi là Orion E, trong điều kiện chiến đấu thực tế ở chiến trường Ukraine. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, việc sử dụng những chiếc UAV với vai trò khác thường sẽ cho phép vô hiệu hóa một trong những ưu điểm chính của pháo binh Ukraine, đặc biệt là những phương tiện tầm xa cơ động cao như HIMARS, hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 của Mỹ. Loại UAV độ cao trung bình, thời gian dài, phiên bản xuất khẩu có trọng lượng cất cánh lên tới 1.000 kg, bán kính chiến đấu 250 km, độ cao 7.500 m, tốc độ 200 km/h. Rất có thể phiên bản tiêu dùng nội địa có đặc điểm tốt hơn nhiều. Innocrest đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 10 tháng 10 năm 2016 và được cho là đã có hoạt động thực chiến đầu tiên vào mùa hè năm ngoái, ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Innocrest bất ngờ im lặng trên chiến trường Ukraine. Innocrest là máy bay không người lái đa chức năng, nó có khả năng chụp ảnh và quay video với độ phân giải cao, hoạt động như một trạm radar bay, thu thập thông tin tình báo vô tuyến và tiến hành tình báo điện tử, đồng thời cũng có khả năng tấn công rất mạnh mẽ với nhiều loại vũ khí khác nhau. Ngoài các tên lửa chống tăng có điều khiển, máy bay không người lái này có thể được trang bị bom dẫn đường KAB-20, KAB-50, bom lượn UPAB-50, bom rơi tự do FAB-50. Mặc dù sức phá hủy của các loại bom này kém hơn so với bom hạng nặng FAB-500 hoặc FAB-1000 được thiết kế cho máy bay ném bom, nhưng nhiệm vụ của những chiếc UAV như Orion E là tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao, chứ không phải hủy diệt toàn bộ khu vực. Tuy nhiên, kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra đến nay, chỉ có một bằng chứng trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga về việc sử dụng loại UAV trinh sát tấn công này trong hoạt động chiến đấu thực tế. Vào tháng 3 năm ngoái, quân đội Nga đã công bố video về cuộc tấn công của Innocrest vào những chiếc xe bọc thép của Trung đoàn Dân tộc Cực đoan Ukraine mang tên Azov. Trong trận chiến giành quyền kiểm soát thành phố Mariupol, đông nam tỉnh Donetsk, vùng Donbass. Còn từ đó đến nay, những diễn viên chính của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine chỉ là những chiếc UAV chiến thuật cảm tử hay đạn bay lảng vảng như Lastit, Grain, Auckland.
Vậy tại sao loại máy bay không người lái đa năng đầy hiệu quả này lại im tiếng trong cuộc xung đột với Ukraine? Vì Nga ưu tiên sử dụng các UAV chiến thuật cỡ nhỏ trên chiến trường hay Inokodes không đạt được hiệu quả cần thiết nên không sử dụng được, hoặc Orion E còn khiếm khuyết nên đang phải vá lỗi. Tất cả những điều này đều không phải. Giới chuyên gia quân sự Nga mới đây đã hé lộ nguyên nhân khiến Inokodes không được nhắc tới, trong khi nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên chiến trường. Nguyên nhân chính là do quân đội Nga đã sử dụng nó với vai trò đặc biệt khác thường để đem lại hiệu quả tối đa trên chiến trường, thậm chí có thể coi nó là kẻ chiến khiến cho lực lượng pháo binh Ukraine, kể cả hệ thống pháo phản lực cơ động cao tối tân M142 HIMARS của Mỹ phải tắt điện. Vai trò mới của Orion E trong tác chiến phản pháo. Trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, hỏa lực pháo binh đóng một vai trò rất quan trọng, thậm chí có thể coi là yếu tố quyết định để giành chiến thắng ở trên bộ. Do đó, phạm vi tấn công, khả năng tấn công chính xác của các loại pháo và khả năng pháo phản được cả Moscow lẫn Kiev đặc biệt quan tâm. Mỹ và NATO đã cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine rất nhiều tổ hợp pháo binh khác nhau, đặc biệt là pháo phản lực cơ động cao HIMARS. Chính tổ hợp pháo M142 Mỹ với tầm bắn xa và độ chính xác cao, khả năng cơ động tốt đã gây ra rất nhiều thiệt hại cho quân đội Nga ở tiền tuyến và cả phía sau các vùng Nga đang kiểm soát. Do đó, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của quân đội Nga sau gần một năm tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là ngăn chặn các đòn tấn công của HIMARS, sau đó là tiêu diệt các hệ thống pháo cơ động cao mà Mỹ cung cấp cho quân đội Ukraine. Đối với lực lượng pháo binh Nga, các khẩu đội pháo tự hành 152mm chịu trách nhiệm tác chiến phản pháo. Chỉ thị mục tiêu được chỉ dẫn từ lực lượng trinh sát mặt đất, radar phản pháo, UAV trinh sát quân sự và thậm chí là cả các loại flycam. Chỉ huy của một trong những sư đoàn pháo binh thuộc quân đoàn 1 Nga giải thích rằng pháo tự hành có tầm bắn tới 30km có thể bắn đạn Karanopul dẫn đường bằng laser. Nếu có máy bay không người lái thì những chiếc UAV này sẽ chỉ thị mục tiêu để diệt mục tiêu địch. Tuy nhiên, những chiếc UAV chiến thuật như Auckland có phạm vi hoạt động không xa, khả năng theo dõi mục tiêu di động kém, chỉ có thể giúp lực lượng phản pháo của Nga tiêu diệt pháo mặt đất triển khai cố định hoặc có khả năng cơ động thấp, nhưng không thể phá hủy các hệ thống pháo phản lực cơ động cao như HIMARS. Việc sử dụng UAV làm phương tiện chính trong hoạt động giám sát và chỉ thị mục tiêu từ xa khiến các hệ thống cơ động cao của Ukraine bị Nga bắt chế, giúp hiệu suất phản pháo của Nga tăng lên đáng kể. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho các hệ thống HIMARS của Ukraine bị tiêu diệt gần hết trong nửa năm qua. Vị chỉ huy sư đoàn pháo binh Nga tuyên bố rằng, nếu cứ 50km tiền tuyến có sự hiện diện của một chiếc UAV Orion E, thì quân đội Nga có thể quên lực lượng pháo binh Ukraine. Và trong thời gian tới, ở khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt chắc chắn sắp xuất hiện thêm nhiều chiếc Inokodes nữa. Giữa bão trừng phạt, Mỹ tăng mạnh nhập khẩu hàng hóa Nga. Số liệu thống kê của Mỹ cho thấy giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Nga trong tháng 5 năm 2023 cao hơn 2 lần so với tháng trước đó, dù chưa có biện pháp trừng phạt nào được dỡ bỏ. Ngày 6 tháng 7, trích dẫn dữ liệu mới cập nhật của Cục Thống kê Mỹ cho biết giá trị hàng hóa được nhập khẩu vào Mỹ từ Nga trong tháng 5 năm 2023 đạt 504 triệu đô la Mỹ, tăng gấp khoảng 2,3 lần so với tháng trước đó. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa từ Mỹ sang Nga giảm từ 65 triệu đô la Mỹ của tháng 4 năm 2023 xuống còn khoảng 60 triệu đô la Mỹ trong tháng 5 năm 2023. Trao đổi thương mại giữa Nga và các nước phương Tây nói chung suy giảm đáng kể liên quan đến các biện pháp cấm vận mà Washington cùng đồng minh áp đặt nhắm vào Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Đến nay, chưa biện pháp trừng phạt đáng kể nào được dỡ bỏ. Dù giá trị nhập khẩu hàng hóa của Nga, Mỹ tháng 5 năm 2023 tăng mạnh nhưng vẫn thấp hơn giai đoạn trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Dữ liệu cho thấy, Mỹ nhập khẩu hơn 30 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Nga năm 2021 và khoảng 15 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Theo các nhà phân tích, trong khi châu Âu chật vật tìm kiếm các nguồn cung thay thế hàng hóa Nga, Mỹ vẫn tiếp tục mua hàng trăm loại hàng hóa không nằm trong diện bị trừng phạt, gồm các mặt hàng như kim loại, đá quý, gỗ hay hóa chất. Bất chấp các biện pháp cố lập kinh tế do phương Tây áp đặt, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5 tháng 7 cho biết nền kinh tế Nga đang hoạt động tốt hơn mong đợi, tổng sản phẩm quốc nội dự kiến tăng trưởng hơn 2% và kiểm soát lạm phát tốt. Quỹ tiền tệ quốc tế trước đó dự đoán nền kinh tế Nga chỉ tăng trưởng 0,7% trong năm nay. Reuters cuối tháng trước dẫn đánh giá của các nhà phân tích dự báo tăng trưởng GDP của Nga là 1,2% và lạm phát ở mức 5,7% trong năm 2023. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi. Mong rằng quý vị hãy để lại những bình luận, những đánh giá của mình ở box bình luận phía dưới video.
Xin cảm ơn quý vị. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.